Bùi Quỳnh Hoa có động thái lạ giữa lúc bị nam em réo tên, dân tình xôn xao mạnh. Động thái của Bùi Quỳnh Hoa giữa lúc bị nam em réo tên khiến cư dân mạng vô cùng hoang mang. Mới đây, mạng xã hội xôn xao khi nam em réo tên Bùi Quỳnh Hoa vào một bài viết Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015 chỉ đích danh Miss Universe Việt Nam 2023. Cuối cùng, người đâm sau lưng mình lại là người của Bùi Quỳnh Hoa. Hay lắm em thật tuyệt vời, vỗ tay. Động thái này của nam em khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Sau khi bị đàn em réo tên, phía Bùi Quỳnh Hoa nhanh chóng có động thái. Theo đó, trên tài khoản mạng xã hội chiều ngày 7 tháng 12, Bùi Quỳnh Hoa đăng tải dòng trạng thái bày tỏ sự hoang mang. Người đẹp viết, ủa, là sao nữa trời? Đáng chú ý, dòng trạng thái này được Bùi Quỳnh Hoa giới hạn tính năng bình luận, chỉ bạn bè và những người theo dõi trang cá nhân này hơn 24 giờ mới có thể bình luận. Tiếp tục sau đó, nam em có dòng chia sẻ ẩn ý. Tôi cũng từng nói những lời nói gây sát thương rất cao nên tôi hiểu được chính những người chửi tôi cũng đang tổn thương rất nhiều. Tôi không phải là người tốt nhưng không phải là người xấu, vì vậy tôi muốn sửa mình. Tôi tìm tới Phật Pháp cho tôi học cách buông bỏ được hết tất cả những tổn thương của bản thân. Tôi chấp nhận quay lại con số 0 để tìm lại chính con người thật của tôi, vui vẻ, dễ thương, ôn hòa, lễ phép. Hiện cư dân mạng đang nóng lòng chờ những diễn biến tiếp theo từ vụ việc. Thời gian qua, nam em là nhân vật nhận về nhiều sự quan tâm, không chỉ công khai chuyện tình cảm, người đẹp này còn liên tục có những động thái khó hiểu. Cách đây ít ngày, cô còn công khai chỉ tên fan Bạch Công Khanh hãm hại chuyện gửi đồ ăn có chất bẩn. Tương tự, Bùi Quỳnh Hoa cũng được nhắc đến nhiều trên các diễn đàn khi chiến thắng Miss Universe Việt Nam 2023 và đại diện nước nhà đi thi quốc tế. Bên cạnh đó, quá khứ hút bóng cười của người đẹp cũng bị đào lại. Thời điểm Bùi Quỳnh Hoa đăng quang Miss Universe Việt Nam 2023, nam em từng chia sẻ bài đăng chê bai. Thậm chí, dưới phần bình luận, nam em đăng ảnh Bùi Quỳnh Hoa kèm chú thích. Mai em xin tụng kinh sám hối tội sân si sau ạ. Chưa dừng lại, nam em tiếp tục đăng story ám chỉ Bùi Quỳnh Hoa chạy sim đin việc tạo group anti mình. Hoa ơi, em cứ chạy sim đin tạo nhóm anti chị đi. Em có tiền mà, làm gì cũng được. Chị lui cung.